Dạ, tiếp theo chúng con xin mời máy của bác Định Nghi và xin máy của bác của đạo tràng Minh Thành 2 chuẩn bị ạ. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ, Nam mô A Di Đà Phật. Con kính xin lão cư sĩ Diệu Âm cho con được hỏi một câu ạ. Ban hộ niệm chúng con đã hộ niệm cho một ca bị trở ngại vì ban hộ niệm không có mặt. Gia đình sơ ý động chạm vào thân xác và trong thân xác trong và sau khi người bệnh xả bỏ. Người bệnh này có vợ tu cùng đạo tràng chúng con. Ban đầu người bệnh rất phản đối và chống phá vợ tu. Nhưng khi căn bệnh ung thư phổi giai đoạn cuối ập đến, không có khả năng chạy chữa nữa thì đã được ban hộ niệm chúng con đến khuyên nhắc, hướng dẫn, chỉ điểm. Bác đã quyết lòng niệm Phật cầu vãng sanh. Bác còn lấy điện thoại ghi lại nói với đại chúng rằng câu A-di-đà Phật thật vi diệu. Bác niệm Phật mà giờ không còn đau nữa. Bác muốn dành thời gian niệm Phật và không muốn tiếp xúc với người thế gian. Vì nghiệp chướng sâu dày nên trong quá trình trải nghiệp bác đã nhiều lần thối chuyển, nhưng ban hộ niệm luôn ở bên cạnh khuyến tấn vượt tâm đạo. Khuyên bác niệm Phật, bác lại nghe lời niệm theo. Nhưng tới ngày bác xả bỏ, không có ban hộ niệm bên cạnh, gia đình đã sơ ý đụng chạm thân xác. Chúng con hộ niệm sau 12 tiếng thì toàn thân hương linh lạnh hết, nhưng chân tay còn cứng, hộ niệm tiếp. Tới sau 18 tiếng thì chân tay mềm mại, nhưng các khớp ngón tay vẫn còn cứng, chưa được viên mãn hẳn. Theo kinh nghiệm hộ niệm còn non kém của chúng con, thì chúng con vụng nghĩ hương linh có thể mới cảm ứng với câu A-di-đà Phật và có thể đang được chiêu cảm vào cảnh giới lành, chứ chưa được vãng sinh. Trong 49 ngày, gia đình tích cực các công đức thiện lành như ăn chay, niệm Phật, phóng sinh, cúng dường và tiếp tục nhắc nhở, khuyên hương linh niệm Phật cầu vãng sanh. Ban hộ niệm cũng hàng ngày cộng tu lại Phật, lấy công đức hồi hướng bồi phước cho hương linh. Vào thời điểm ngày thứ 30, tức là chọn một tháng kể từ khi hương linh xả bỏ, có rất nhiều chư vị mối bay vào nhà hương linh và xả bỏ ngay trong nhà. Thưa Thầy, cho con hỏi, đây có phải là hiện tượng hương linh trong 49 ngày nhận được công đức làm thiện lành của gia đình và ban hộ niệm mà đã ngộ ra niệm Phật mà đi vãng sinh? Vì thế của huyền thất tổ, thân bằng quyến thuộc trong cảnh giới xuất sinh theo đó cũng được siêu thoát không ạ? Con kính xin Thầy từ bi giảng cho chúng con được biết ạ. Con xin thành kính tri ân cảm niệm công đức của lão cư sĩ Diệu Âm. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Cái trường này có nhiều cái chuyện lạ lạ. A Di Đà Phật. Cái thứ nhất là đề nghị cả gia đình nên cố gắng học hỏi thêm hộ niệm nữa để tránh cái sơ suất đi. Tại vì có người trong gia đình tham gia hộ niệm thì có chi khi người ra đi, dù là không có ban hộ niệm tại đó mà gia đình sẽ sơ ý đụng chạm vào, làm được sơ suất. Cố gắng học hỏi thêm hộ niệm nữa chưa vị, tránh được sơ suất chừng nào hay chừng đó. Hộ niệm đến 18 giờ thầy tay chân mới bắt đầu chuyển mình, nhưng có phần còn cứng. Thì đây cũng là một cái cảm ứng tốt. Nếu mà thành tâm hộ niệm thêm khoảng chừng vài tiếng nữa thì có thể toàn thân sẽ mềm mại hết. Đây là một điều cảm ứng rất tốt. Tốt thì có thể nói tốt, còn vãng sanh thì còn phải nghiên cứu lại. Nếu thực sự trong lúc mà chuyển biến đó, ông cụ nhà mình quyết lòng định tâm niệm A-di-đà Phật cầu vãng sanh, thì cái chuyển tướng này có thể đưa ông cụ đi vãng sanh luôn. Còn nếu chuyển tướng này mà ông cụ quên niệm Phật, không nguyện vãng sanh, thì nhờ tiếng niệm Phật của đại chúng, nhờ cái công phu niệm Phật mà ông cụ trở về con đường lành. Như vậy thì ít ra ông cụ này cũng trở về con đường lành, còn đường vãng sanh thì không dám hứa chắc.
gia đình đã làm những việc rất là tốt đấy, là làm việc thiện phước, phóng sanh, hồi hướng công đức. Chư vị cứ tiếp tục làm đi. Và trước cái bàn linh chúng ta luôn luôn khai thị: Ba ơi, nhất định ba phải vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Dẫu là ở trong cảnh lành như thế nào mà không vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc thì không viên mãn. Nhất định một đời ba đã quyết lòng vãng sanh thì giờ này nhớ nghe lời con nhé ba, nhé má. Tức là mình khai thị, nhắc nhớ cho ông cụ quyết lòng niệm Phật. Nếu ông cụ còn tham tiếc cảnh lành, mình nói cái lời chân thành trong những lúc hồi hướng công đức đó, có thể ông cụ ngộ ra lúc nào, niệm Phật lúc đó còn vãng sanh thì được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, nhất là trong 49 ngày. Nhớ nhé chư vị. Còn một điểm nữa là một tháng sau có mối bay vào nhà. Theo như dự âm nghĩ, có thể đây là một trường hợp ngẫu nhiên tình cờ, chứ chưa chắc gì, chưa dám nói thẳng rằng là do cái công đức lành của mình mà cứu huyền thật thó cùng siêu sanh tịnh độ đâu. Cái đó dự âm không dám nói. Tại vì trong những cái mùa ở Việt Nam, có thể có những cái ngày mà cái loài mối đó tự nhiên thốt ra khỏi cái chỗ rác đó, bay lên. Và cái loài mối này là thường thường chứ sống rất là ngắn, bay lên bay vào nhà cái gì đó thì có một vài tiếng sau thì nó rụng cánh hết và bắt đầu nó chết. Cho nên chúng ta có thể nghĩ rằng là cái đó là một sự trùng hợp, chứ chưa chắc gì là có những vị mà cứu quyền thất tổ chúng ta được nghe niệm Phật mà bản thân dễ dàng như vậy đâu. Mong cho chư vị nên nhớ là khi lỡ trở vào con đường súc sanh rồi, không phải mà chúng ta nói mà những con súc sanh đó dễ dàng nghe đâu chư vị. Nhớ nhé, nếu là một người trong thân tộc của mình đi vãng sanh thì có thể những người thân bằng quyến thuộc trong nhiều đời thoát khỏi cảnh tam đồ thì có nói, chứ còn nói là vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc thì thực sự là không có phải dễ dàng đâu. Cho nên mong chư vị cứ cầu mong sao cho thân bằng quyến thuộc, ông bà cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp cố gắng niệm Phật, vãng sanh Tây Phương Cực Lạc là cái điều hay vậy. Mà chính mình muốn cứu ông bà cũng phải quyết lòng vãng sanh nhé chư vị. Ngày vãng sanh là ngày mình cứu được ông bà cha mẹ mình, ít ra thì cũng thoát cái cảnh khổ phần nào đó thôi. A Di Đà Phật. Chúng con xin thành tâm cầm niệm tri ân công đức của lão cư sĩ Dầu Âm.